Chưa đây. Chuột đấy à? Không, nó là chuột chuột xịn đấy, nhưng mà chuột như kiểu mà chuột trên mạng, chuột vớ vẩn đâu. Đấy, chuột của nha, chuột của tôi đấy. Không phải nói đùa đâu. Thanh niên Hải Phòng vào bếp. Thanh niên Hải Phòng vào bếp. Cái món gì, món mà anh Băng trưa này mới nhắc, về Thuấn mới nhắc là món gì đấy? À, mấy trắng lượn vườn hông. Đấy, món này. Món này là chỉ có những cái nhà hàng nổi tiếng mới có thôi. Quay chứ. Mấy khi Vũ Phong vào bếp. Trông rất là chất nha. Chị yên tâm đi, tối nay gửi cho chú xem. Không khác gì một gì nhỉ? Một ngôi sao vào bếp đúng không? Một ngôi sao vào bếp. Phong hả? Để ăn thử cái món đấy xem nó đã. Đấy. Ổn chưa? Món này gọi là món mây vơn à? Mây vơn à? Mây trắng vơn mây à? À, mây trắng lượn mây à? Đấy. Nhìn thấy ngon lắm rồi. Ăn thì chưa biết thế nào nhưng mà thấy ngon. Rồi mời cả nhà nhá. Đấy còn mấy anh em thôi, mấy bống này thôi. Uống rượu với rút cái này gọi là rút bông hả? Rút. Xin mời nhá. Anh em đang phải làm lại cái món gọi là món gì nhỉ? Món kia là món giò thủ nhưng mà cứng quá phải nấu lại. Răng đợt này nó yếu. Đấy, cho dưa vào đi anh Măng. Cho dưa vào đi. Còn cô bé kia thì vẫn đang canh phòng chuột. Đấy. Đấy, ông này cũng là chuột. Vui nhộn quá nhỉ. Dưa nó mặn em anh. Bản thân dưa nó mạnh, nó mặn rồi. Ôi phải chờ một tí nữa cho nó nóng hẳn đi. Nó Thank you.
sức khỏe. Hai anh em thế này, rượu vang đấy quý vị.